Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tin nhanh của Tiền Phong TV. Và như thường lệ, sau đây sẽ là những nội dung chính của chương trình. Cổ phiếu VinFast tăng mạnh tại Mỹ, ông Phạm Nhật Vượng thăng hạng tỷ phú thế giới. Thành phố Hồ Chí Minh, vì sao nhiều trẻ sơ sinh nguy kịch vì uốn ván? Triều Tiên lần đầu hé lộ tình hình binh sĩ Mỹ vượt biên để mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin trong nước đang chú ý được chúng tôi cập nhật ngày 16 tháng 8 phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt PC 08 Công an thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với công an quận Bình Thạnh lập hồ sơ xử lý 40 trường hợp tụ tập đua xe trên cầu Sài Gòn thông tin ban đầu qua công tác nắm tình hình phòng PC 08 phát hiện có nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau để đua xe so kẻ tốc độ đi thành đoàn tại khu vực cầu Sài Gòn vào lúc 20 giờ 30 cùng ngày ngay sau đó hàng chục cảnh sát giao thông phối hợp với công an phường 22, quận Bình Thạnh tổ chức mật phục vây bắt, không để xảy ra vụ việc gây mất an ninh trật tự. Khoảng 20 giờ 45, hàng chục quái xế so kè tốc độ cao tại cầu Sài Gòn hướng từ quận Bình Thạnh về thành phố Thủ Đức thì bị lực lượng chốt chặn khống chế. Các đối tượng và phương tiện đã được đưa về công an quận Bình Thạnh. Chỉ vài giờ sau khi được niêm yết chính thức trên sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ, phiên ngày 15 tháng 8, Cổ phiếu VFS của hãng ô tô VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tiếp tục tăng mạnh nhờ lực cầu khá mạnh trong khi cùng ít. Kết thúc giao dịch ngày 15 tháng 8, trên sàn Nasdaq của Mỹ, cổ phiếu VinFast vọt lên trên ngưỡng 37 đô la Mỹ. Với hơn 2,3 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa của VinFast đạt 85 tỷ đô la Mỹ, vượt Ford, General Motors và nhiều hãng xe danh tiếng. Theo đánh giá của Bloomberg, tài sản dòng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thể tăng thêm 11 tỷ đô la Mỹ nhờ VinFast, từ mức 5 tỷ đô la Mỹ lên 16 tỷ đô la Mỹ. Khi đó, tỷ phú giàu nhất Việt Nam sẽ ở top 4 tỷ phú giàu nhất Đông Nam Á và là top 100 người giàu nhất thế giới. Tháng 10 năm 2010, Bảo tàng Hà Nội khánh thành bên đường Phạm Hùng được kỳ vọng sẽ tạo nên một quần thể kiến trúc liên hoàn cùng với Trung tâm Hội nghị Quốc gia, trở thành điểm đến hấp dẫn Nhìn từ bên ngoài, bảo tàng có thiết kế theo kiến trúc kìm tự tháp ngược, tổng diện tích 53.963m2. Tòa nhà hành chính cao 30,7m, gồm 4 tầng nổi và 2 tầng hầm, chi phí xây dựng hơn 2.300 tỷ đồng. Các khu vực trưng bày bên trong bảo tàng hàng ngày không có nhiều người vào tham quan. Công trình được đầu tư với số tiền rất lớn nhưng lượng khách ngày càng thưa vắng vì quá nghèo nàn phần nội hàm khách tham quan và cả những nhà nghiên cứu đều cho rằng bảo tàng này kém hấp dẫn do hiện vật trưng bày nghèo nàn, chưa có sự đồng bộ giữa sự chuẩn bị nội dung trưng bày và xây dựng kiến thiết. Hơn thế, một phần chữ miêu tả hiện vật còn bị mờ nhòe, không thể đọc. Sáng ngày 16 tháng 8, thông tin từ Công an thành phố Thuận An, Bình Dương cho biết, vào khoảng 18 giờ ngày 15 tháng 8, anh NVT, 38 tuổi, đi làm về nhà đường Bình Nhâm 3, khu phố Bình Thuận, phường Bình Nhâm, thành phố Thuận An. Khi chạy xe ô tô vào sân nhà, do thiếu quan sát nên anh Tê đã tông trúng con gái là bé NPA 2 tuổi. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, anh Tê vội vàng đưa con gái đến bệnh viện cấp cứu, xong do vết thương quá nặng bé đã tử vong. Đại diện lãnh đạo công an thành phố Thuận An cho biết, nguyên nhân tử vong của cháu bé do sự bất cẩn, thiếu quan sát của phụ huynh trong quá trình điều khiển ô tô vào nhà. Sau đây là phần thông tin tiêu điểm của chương trình. Ngày 15 tháng 8, thông tin từ Bệnh viện nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khoảng một tháng qua, tại đây liên tục tiếp nhận 4 trẻ bị bệnh uốn ván sơ sinh. Hiện một trường hợp đã được điều trị ổn định và xuất viện. Ba trường hợp đang phải theo dõi điều trị tích cực, trong đó có hai trẻ phải thở máy. Tất cả bệnh nhi đều là đồng bào dân tộc ít người, sơ tiêng, hờ mông, sinh sống ở các tỉnh Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, Khai thác bệnh sử từ phía gia đình, một số bệnh nhi được sinh tại nhà và được bà đỡ dùng thanh tre, sao lam cắt rốn, sau đó đắp lá cây vào vùng rốn bị cắt. Sụp của cắt rốn không được vô trùng, việc chăm sóc rốn sau sinh không có cơ sở khoa học là nguyên nhân khiến bé bị nhiễm vi trùng uốn ván. Theo bác sĩ Phan Tử Quý, trưởng khoa cấp cứu hồi sức tích cực chống độc trẻ em, bệnh viện bệnh nhiệt đới. Nguyên nhân khác là trong giai đoạn thai kỳ, người mẹ không được trích ngừa uốn ván. Thai nhi không có kháng thể bảo vệ nên khi chào đời gặp các tác nhân gây bệnh, đã bị vi trùng uốn ván tấn công. Vi trùng uốn ván sau khi xâm nhập vào cơ thể sẽ tấn công vào hệ thần kinh, dẫn tới tổn thương thần kinh tủy sống, khiến bệnh nhân bị cứng hàm, co giật toàn thân, rối loạn thần kinh thực vật, suy hô hấp, rối loạn nhịp tim và có nguy cơ tử vong nếu không được can thiệp điều trị kịp thời. Để tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin quốc tế thể thao đáng chú ý được chúng tôi cập nhật. Triều Tiên vừa nói rằng lính Mỹ Travis King thú nhận đã vượt biên sang Triều Tiên vì sự ngược đãi vô nhân đạo và phân biệt chủng tộc trong quân đội Mỹ. Truyền thông nhà nước đưa tin ngày 16 tháng 8, đây là phát biểu công khai đầu tiên của Bình Nhưỡng về vụ việc. KCNA cho biết anh ta cũng bày tỏ sẵn sàng xin tị nạn ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hoặc nước thứ ba, nói rằng anh ta vỡ mộng vì xã hội Mỹ bất bình đẳng. Tới ngày 13 tháng 8, núi lửa Etna ở vùng Sicily Ý bắt đầu phun các cột dung nham cao cả 3.000m làm đỏ rực bầu trời đêm. Đến ngày 14 tháng 8, các cột dung nham phun ra từ miệng núi lửa đã dần lắng xuống nhưng núi lửa vẫn chưa ngừng hoạt động, theo tờ The Guardian. Vụ việc khiến các chuyến bay đến và đi thành phố Catania, vùng Sicily phải hoãn lại. Thị trưởng Catania, ông Erico Tratino, đã ra lệnh cấm sử dụng xe máy và xe đạp trong thành phố trong vòng 48 giờ kể từ khi núi lửa phun trào. Vì nhiều đường phố bị cho bụi bao phủ, ô tô không được chạy nhanh hơn 30 km h để đảm bảo an toàn. Vụ phun trào lớn gần đây nhất của núi lửa Etna là vào năm 1992. Dù để cho đội chủ nhà Ranger dẫn trước, nhưng với đẳng cấp của mình, Hải Phòng đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng đậm 4-1 trước đại diện tới từ Hồng Kông ở AFC Champions League. Được đánh giá nhỉnh hơn, ngay sau tiếng còi khai cuộc, đại diện tới từ Việt Nam đã tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm lợi thế sớm. Thắng thuyết phục trước đại diện Hồng Kông, đoàn quân của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm bước vào vòng sau để chạm trán Incheon United của Hàn Quốc vào ngày 22 tháng 8 tới. Đây lại là một chuyến làm khách nữa của đội bóng đất cảng. Đội thắng trong cặp đấu này sẽ giành quyền dự vòng bảng AFC Champions League 2023-2024. Neymar đã chấp nhận các điều khoản cá nhân với Al sau khi PSG và đội bóng Ả Rập Xê Út đồng ý mức phí chuyển nhượng 90 triệu euro. Hôm nay anh đã sang xứ Tây Á kiểm tra y tế và ký hợp đồng. Được biết lương Neymar nhận trong 2 năm là khoảng 280 triệu euro, gấp gần 3 lần con số anh nhận tại PSG, khoảng 50 triệu euro một năm và có thể lên đến khoảng 370 triệu euro với các điều khoản phụ đi kèm dựa vào quảng cáo hình ảnh. Thương vụ trên cho thấy tham vọng cực lớn của các nhà cựu vô địch châu Á. Anhelan vừa thua đội bóng của Ronaldo trong trận chung kết cúp các câu lạc bộ Ả Rập. Thông tin trên đã kết thúc nội dung chính của bản tin tin nhanh ngày hôm nay của chúng tôi. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại.